nuôi được nào mới là gánh vác của mình thì trời ơi, em chỉ đẻ được thôi, còn nuôi là được anh chứ ạ. Đúng rồi. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về mình nha. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Huyền, Đào Huyền. Năm nay em 26 tuổi và đến từ Vũng Tàu ạ. Họ Đào. Dạ. Ồ, tên hai chữ thôi. Cả chữ Thị nữa nha, em không thích chữ Thị lắm. Em đang làm công việc gì? Em đang làm văn thư cho công ty bảo hiểm quân đội ạ. Là hôm nay em đến đây để quay chương trình thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hướng, năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là làm bên giám sát an toàn xây dựng ở Phú Mỹ Ba, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn. Giám sát công trình xây dựng là như thế nào? Bên em là giám sát mấy cái đồ bảo hộ của anh. Là ra vào trong công trường là phải có mang nón bảo hộ, mang quần áo này kia đúng không? Mang giày rồi mang áo dạo quang. Thì em thì mỗi buổi sáng thì nói chuyện với công nhân là 15 phút trước khi là vào làm việc. Em nói sao đâu, đứng dậy em nói cho anh nghe thử ha. Coi như công nhân đang trước mặt em nè. Người quản lý giám sát nói như đang nói trong công ty đang làm việc nha. Trước tiên là em xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày làm việc rất là an toàn. Trước khi vào làm việc là mình phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, thì phải mang dây quai nón và mang áo dạo quang, mang giày không có đạp gót, phải xỏ vào trong giày. Thì còn các anh nào làm lên cao thì nhớ phải mang dây an toàn đúng cách, rồi leo lên đó nhớ phải móc vào cái dây cứu sinh hoặc là mắc vào lan can. Thì cái nghề nghiệp em dạy. Vậy đó hả? Dạ. Ủa công việc có vậy thôi hả anh? Đơn giản vậy, vậy thôi. Sáng nào cũng nói vậy đó. Không, sáng nào nói rồi xong là còn mình vào trong công trường mình còn phải nhắc nhở nữa chị. Ví dụ chưa có ai mang đúng thì mình phải nhắc nhở làm sao cho nó đúng. Rồi, em gái giới thiệu đi, mình điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em có ưu điểm nữa là nấu ăn với cả làm bánh ạ. Với khả năng trong con nít rất chi là tốt ạ. Rồi sau này định sanh mấy đứa con? Em nếu có điều kiện em thích ba đứa. Ba đứa ha. Em thích mấy đứa con? Tùy theo vợ mình thôi anh. Nuôi được nào mới là gánh vác của mình thì trời ơi, tùy em chứ sao tùy vợ. Em chỉ đẻ được thôi, còn nuôi là được anh chứ ạ. Đúng rồi. Câu này hay nè. Bên đó chỉ có đẻ được thôi, bên này có nhiệm vụ nuôi, được không? Được. Được chứ, tự nhiên vợ đẻ rồi bắt vợ nuôi nữa sao được. Gì vậy? Còn điểm yếu của em là gì? Chị em nói là em chả được cái gì, chỉ giỏi phá thôi. Đồ điện tử nọ kia vào tay em nó hư hết. Điện thoại nó kia bể hết màn hình. Làm gì bể hết màn hình? Em không hiểu, cứ đến em dùng được khoảng một thời gian xong tự nhiên nó bể hoặc nó hư. Nó lộn bỏ ra, ôi chết cha, bể rồi. Thì cũng lạ, tự nhiên cái điện thoại, ôi chết cha, bể rồi. Bên bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu bạn như thế nào? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, biết tự lập. Những gì mà người ta làm được thì mình sẽ bắt chước làm được. Rồi tình trường mình sao? Có bà bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa được nghe câu em là bạn gái của anh nhé. Nhưng mà ngầm hiểu thì được một mối tình ạ. Do mà em yêu xa nên là cũng nhiều vấn đề nên em chia tay. Có mấy mối tình? Dạ, mối tình em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì với tới mối tình thứ hai thì cách nhau mấy tháng. Quên nhanh dữ vậy đó hả? Tại vì lúc mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Rồi xong là ra trường hai người đi làm, xong công việc lu bu rồi xong là mấy tháng sau quen người khác luôn. Không nhanh quên. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vậy mà anh, tại em thích con trai cao ạ. Nên khoảng 1m7 ạ. Hoặc là... Bên đây 1m9 nè. Hoang mang nha. Dạ. Gì nữa em? Với cả con trai phải có bờ vai rộng ạ. Em thích bờ vai rộng vì khi mà đi dép ấy, ôm người ta, tay mình để áp vào người ta nghe tiếng tim người ta đập vậy ạ. Mình không cao mà mình thích trai cao 1m7, vai rộng để mà ép đầu vô. Mà đâu ép... vừa phải đấy ạ. À, ép tay. Dạ. Ép tay là đầu. Đó, nó phải vậy. Cái gì đâu. Giày nó hẹp lắm. Lát ép nha. Vai ép này vô. Vai hẻm mà. Thành ra đừng có để giày, em phải mở ra nè, không mở ra nè, không vậy là mệt đó, thẳng là vậy luôn. Người ta phải nghe tiếng tim đập nha. Rồi còn gì nữa không em? Nói chung phải có chí lý thủ một tí thôi ạ. Nhớ tôn trọng cả cái ý kiến của em đưa ra nữa. Rồi. Dạ thế thôi ạ. Có cái điều nào không thích ở con trai không? Ở dơ ạ. Em đang nói chuyện mấy ông xây dựng hay ở dơ mà sao ở dơ cái em ngắt cái đầu ở bên kia vậy? Đi đâu trường hoài, nhiều khi về mệt nhậu quên tắm hoài á.
Có không? Không có anh ơi. Một ngày tắm 2 lần. Đồ hôm nào cũng giặt. Vậy được. Rồi vậy nhà trai muốn tìm người bạn gái như thế nào? 1m5 trở lên. Có nước. Em đùa rồi à. Vỗ tay là 1m5 trở lên có. Gì nữa 51 và 59 thì chưa biết. Nước da trắng. Biết làm đẹp cho bản thân. Biết nấu ăn. Rồi em thích người phụ nữ mà có bàn tay mềm. Ủa chi vậy? Chi rủ người ta làm cực khổ, người ta lo cho gia đình đủ thứ, tay người ta hơi chai chút. Đâu có, trong bàn tay thì em chỉ thích mỗi khúc này nó mềm mà. Khúc giữa này mềm, kìa kìa, nắm tay kia còn mềm không? Mềm không? Mềm mềm mềm. Em suy đoán là tay của ai? Mên. Anh nghĩ là tay của bàn kia đấy. Hùng cái đi Hùng mà. Cái này là hửi. Cái gì đâu mà rờ rờ. Nè Hùng tay cầm tay lên. Thử thôi thử thôi. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thích không? Thích thích thích. Thích rồi. Lấy tay về đi để coi cảm giác sao. Nè. Hùng đi. Hùng ra mà vỗ vô mặt tay Hùng đi. Phụ nữ hung dữ như phụ phàng. Cái tay bằng kia đưa qua nó hơi e ấp chút xíu. Nãy là em hung đúng đối tượng rồi đó. Bây giờ em để ý là chay cái tường là toàn ganh đúng không? Còn mà cái đối tượng bên kia không có ganh. Hụt vô. Có điều gì mình không thích để phụ nữ không? Tóc dài. Em không thích tóc ngắn với tóc xù. Tại sao kỳ vậy? Tóc dài tôi thước tha đẹp. Tự nhiên thích tóc ngắn cũng được, nhưng mà tóc xù là... Tóc mà nó bồng bồng lên. Lý do thích sao là không thích? Không thích. Vậy là thích cái gì? Em thích tóc dài. Gì vậy ông? Hồi nãy nói nó khác mà ta. Không, em nói lộn. Em nói lại. À. Rồi. Để anh qua anh xem coi đàn gái có tóc xù hay là tóc ngắn gì không? Được rồi. Hello. Em chào anh ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn. Này 1m59 em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng hết chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà được thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thôi ạ. Anh này được rồi đó, anh thấy hợp lý. Ngon em, mở vai ra. Đó. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Em đi với cô em với cả bạn đại học ạ. À, mình là cô của cháu Huyền. Đào Huyền đúng không cô? Đào Thị Huyền, nhưng mà đi học thì các cô cứ hay trêu là bỏ chữ Y đi ạ. Thì cô cứ hay đọc là Điêu Thuyền. Họ Đào á. Họ Đào. Họ Đào ngồi dưới các ngồi dưới tường gọi là Đào Tường. Đào Tường. Dạ cô nhận xét cô thấy bạn trai bên này cũng được, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, dân công trường mà nói năng nhỏ nhẹ nên được. Cũng ngoan. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ. Dạ chào Hoàng Linh với chị Tường với chào khán giả. Thấy cái gái này thấy nó xinh và thấy cởi mở, thấy con người thông thái như nhà mình rất là như dạng tánh hơi chuẩn hơn, nói chuyện hoặc cái gì là phải chuẩn. Trời thấy cũng hợp với em luôn. Nhất là nấu ăn dịu dàng như thấy bé gái này thấy không được á. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Nào. Mời em. Ê trời. Có món quà tặng nghe. Dạ em cảm ơn. Em cũng có cái viết tặng anh. Vai. Nhớ nha. Tuần thì em rảnh chắc cuối tuần à? Em rảnh cũng cuối tuần đấy ạ. Tại vì ngày thường em phải đi làm. Em nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Người đối diện. Anh có suy nghĩ gì về em không? Vai. Dạ, anh thấy em xinh, sáng. Cảm ơn. Gần như là cái đối tượng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Em thấy anh ấy thì giọng nói thì khá là ấm, hiền ạ. Còn không biết là tính cách thì mới gặp lần đầu thì em cũng không dám nhận xét nhiều ạ. Tim mình có đập chưa? Đập hơn như ngày bình thường. Bạn gái muốn là ép vô để nghe tiếng tim đập. Đứng lên. Đi vô. Nào. Y Nguyên. Bịch.
Nghe không? Chưa nghe hả? Tại em chưa áp sát. Vai này thế nào? Đủ rộng à? Đủ rộng. Chiều cao mà đâu có đủ 1m7 đâu em. Em bò quốc ra. Ừ. Thôi được rồi, thấy cũng hợp lý ha. Dạ. Em coi là cái tay coi phải tay nãy không? Phải phải. Rồi. Hẹn hò thế nào mình tính trước đi các bạn. Bỏ việc rồi. Xin thích trai gái gì nói luôn. Em không quan trọng con trai con gái, chắc chỉ bạn trai này quan trọng thôi chứ em thì con nào cũng là con hết ạ. Anh thì thường thường là anh thích đứa đầu tiên là con gái hơn. Dạ, gái để sau này mình có nhờ. Chưa sinh mà đã nhờ rồi à? Chưa có nuôi gì chứ, tính tới chuyện nhờ rồi hả? À, em có một tính xấu trong khi yêu ấy. Khi mà em giận ấy là em không muốn nói. Tại vì em sợ em nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Nên là lúc đấy em sẽ im lặng. Nhưng mà đợi lúc nào thích hợp thì em sẽ nói ạ. Vì vậy giả sử mà mai mốt anh có yêu em ấy thì anh đứng mắt em nói luôn. Tại sao cô không nói luôn hay có cái gì đấy á? Ừ, không có, không nói thì cứ nhắn tin cho anh biết để anh... Chắc em sẽ cố gắng. Em sẽ khắc phục cái đấy ạ. Tiền bạc về cưới về ai giữ? Thì em cũng đi làm xa để chắc đưa cho vợ chứ. Vợ đâu? Thì nếu mà tiến tới được người bên kia thì thành là vợ em. Trước khi ấy mình nói gì với gia đình cái đi này? Em xin hứa với bạn bè với gia đình với cô là nếu mà con được chăm sóc được với cho bạn Huyền bên kia thì anh sẽ hứa sẽ không bao giờ làm Huyền buồn, không bao giờ làm cho một người phụ nữ mà bên cạnh con là phải khóc vì cái vấn đề mà không đáng. Khóc cái nào là đáng cái nấy á. Sao cô? Con nói gì với cháu rể tương lai không? Rồi thì cái chuyện này thì nói chung là hai cháu bây giờ cứ bước đầu là tìm hiểu nhau. Để sau đó nếu mà lên duyên vợ chồng thì nó là cái tốt. Rồi, rồi cảm ơn cô. Hôm nay hy vọng là một ngày đáng nhớ với hai bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nè thôi nắm tay nhau đi. Đấy. Đi. Tay kia kia sao? Tay lạnh thế. Hả? Mềm mại và ấm áp. Nào. Anh sẽ gửi những cái chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thời gian đi xem phim, tìm hiểu nhau nha. Đây, chị gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Có gì thông báo tin vui chúng tôi nha. Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Hey, cho em cái nụ cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Minh và các bạn. Ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay à. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em người làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm PC. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi, rồi. Mọi người
Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại? Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng, nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu, có gì thì trao đổi ý kiến em sau. Nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc rồi tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời, bộ mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy anh, thì em cũng là người miền Tây mà, đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi, đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Ờ có ngựa không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có. Đâu có. Thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi, rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhiều bạn gái á, không có hơn thua gì bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm anh điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình. Có một mối tình lâu nhất 4-5 năm vậy á. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy người ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi rút lui cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có 2 mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu, anh Quang hỏi chút xíu thôi. À, chào em gái. Anh dạ, nãy giờ ngồi trên kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không, em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền, nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền, được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi, đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa, hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố ạ, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời em gian hỏi gì. Hỏi bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa rồi đi ăn, đi uống cà phê những quán tình cảm rồi. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá trời, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương.
Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, nhưng có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười cười. Cười cười cười, trời ơi cười. Cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. À, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha, thuốc không? Dạ, tôi thưa vậy em có thuốc gì? Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt, thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gần 1.5 tư lên, biết gửi phép thì người lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi chị. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được. Tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Dạ, em hứa là chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á. Không có quan hiếp đâu. Thì không, em tính em thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ, có bà hả? Bà gì? Bên nội, bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ, chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi vắn. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu, trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, thôi, màn kéo lên. Màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp em. Cảm ơn. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương. Tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh là để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái, em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi? Mới cảm nhận dùng nhìn đâu hồi không xưa nói dùng nói anh khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok.
Vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À, Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên, thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút người ta bự vậy mà ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cơ, cô ra cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không mà, quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em xin phép hung em chuyện cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những vé xem phim của cộng đồng Cinebox 212 để chiến thắng. Giữ lấy và xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng. Còn tay vào em. Đó. Rồi, nắm tay nhau. Hợp lý không? Hợp lý. Ghế bên trái ngồi luôn. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Rồi, xin chào hai anh chị nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí, bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to rõ để cho người bên cạnh này có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh ạ. Đầu tiên xin chào chị Hương Trinh, chào chị Cát Tường, chào bàn bên kề bên. Tên tôi là Nguyễn Xuân Dương, ở xóm 8 Hành Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tôi làm ở Nhân Trạch, Đông Nai. Em làm bên công ty lắp đặt xe máy. Rồi, Dương năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 39 tuổi. 39 tuổi, từ Nghệ An vào đây lâu chưa? Nghệ An vào đây là 16 năm. 16 năm, thế mình định hướng là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Ở trong này á chị. Ở trong này luôn ha. Rồi, cho thi em gái giới thiệu về mình đi ạ. Thường, em chào anh bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Khánh ạ. Nguyễn Thị Khánh. Quê em ở Gia Lai ạ. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh mình ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, rồi gần chị luôn đó. Mình đang mình làm công việc gì? Dạ, em là Thảo Mai ạ. Em năm nay 32 tuổi. Thế những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em biết nấu ăn, làm bánh, đi may quần áo. Nấu ăn là bánh, may quần áo. Hầu dạ. Như là chuyện là coi như là bếp núc nữ công gia chính đó. Dạ. Rất dễ khóc. Rất dễ khóc. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Khuyết điểm ạ. Nhiều lúc buồn cái một mình cũng khóc. Tu chuyện gì? Một mình cái suy nghĩ. Cô đơn ha, rồi không thấy hơn tủi thân đúng không? Rồi khóc. Ai nói hơi nặng lời cũng khóc. Dễ thương quá ha. Rồi, thế còn em trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thật người hiền và sống thì cũng trung thủy. Còn điểm yếu là ăn nói là diễn đạt không tốt với không biết nói chuyện. Ví dụ như đi chơi với nhà bạn gái là cứ ngồi làm thinh từ đầu tới cuối nữa. Rồi xong đó là về. Từ nếu mà con gái mà đứa là gửi gợi nói chuyện thì nói được nhiều mà nếu mà không gọi là làm thính. Có nghĩa là bạn gái phải nói chuyện, bắt chuyện mới nói, còn không bỏ im luôn. Đó. Tính là không biết nói chuyện và không biết nói chuyện. Rồi có thích người ta không? Thích thì biết thích là thích từ còn bé thích. Nhưng mà mình yêu kiểu mà cái cách nói chuyện với là không biết tiên đạt á. Trời ơi, bây giờ mình thích là anh thích em, mà anh yêu em, anh nhớ em phải nói chứ. Có nói không?
Không có nói là có nhắn tin điện thoại hay gì không? Có viết thơ đồ gì không? Nhắn tin điện thoại thì có nhắn. Tính của em thì cũng thật người, không lừa ai hết. Mà ví dụ như quen ai là em cũng thành thật. Mà ví dụ mình có làm gì là cũng chịu trách nhiệm, chứ không phải như những người khác là có khi là yêu nhau xong đó là bỏ đi. Mà em thì cũng vậy. Rồi, về tình trường thì sao em? Dạ em tại mẹ đơn thân, em ly hôn được 2 năm rồi. 2 năm, có bé là mấy tuổi? Bé em hiện tại 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ. Wow, giờ bé đang sống với ai? Dạ bé nhà em đang sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại là ở trên Gia Lai hả? Sống dạ. Ở quê á? Bé gái? Dạ bé gái. 14 tuổi. Mình chia tay với ông xã là bao lâu rồi? Khi em mang bầu bé em thì em chia tay. Nhưng mà em tới năm luôn. Năm 2015 em có lập gia đình. Sau đó 2 năm thì em ly hôn. Là sao chưa hiểu nào, hơi rối rối rồi nè. Ngày xưa em có quen người đó à. Rồi khi hai gia đình sắp chuẩn bị tiến đến hôn nhân á thì là gãy đổ. Em có bầu bé, gia đình không chấp nhận. Gia đình bên đó không chấp nhận dạ. Rồi là coi như là sống con một mình. Rồi đến 2015 là kết hôn một lần nữa rồi cũng ly dị. Dạ. Lần sau là có con không? Dạ không chị. Lý do tại sao là chia tay? Dạ tại vì hai người không hợp nhau. Với lại người đó không có thương con em. Thương con em lúc mình dạ. Tìm hiểu không kỹ hả em? Cũng bạn là giới thiệu chị ạ. Cho nên là em hay tin người. Cho nên là tin tưởng thì quen 6 tháng là kết hôn. Quen 6 tháng kết hôn xong rồi 2 năm sau chia tay luôn. Dạ. Tới nay là được bao lâu rồi? Dạ cũng 2 năm rồi chị ạ. 2 năm rồi. Dạ. Bây giờ là con là đang sống với ngoại. Dạ. Sống với ngoại từ lúc xưa đến giờ luôn đó phải không? Bé từ khi sinh ra là sống với ngoại từ nhỏ đến lớn. Tới khi em lập gia đình thì em ở trong này thì em có đưa bé vào. Chồng sau này không thương bé thì con thấy bé nó không vui, cho nên là em lại chuyển cho bé về với ngoại trở lại. Em có dự tính gì sau này như thế nào không? Nếu bây giờ em kết hôn nữa thì em có đem bé về ở chung với mình nữa không, hay là để cho ngoại luôn? Dạ em muốn bé ở với ngoại luôn. Muốn bé ở với ngoại luôn. Tại vì bé cũng muốn như thế. Coi như một lần rồi bé cũng bị tổn thương phải không? Dạ. Khi mà ba dượng không thương. Dạ. Với lại bé gái cái tuổi 14-15 tuổi này là bắt đầu tuổi dậy thì cũng rất là nhạy cảm. Bà ngoại lớn tuổi chưa? Dạ bà ngoại năm nay 56. 56 thì cũng còn trẻ, có thể dạy dỗ cái tâm sự với bé được. Dạ. Em có thường hay thăm cháu không? Dạ thì gọi điện cho bé thường xuyên. Hè thì bé vào trong đây với mẹ. Hè rồi. Hè lâu lâu thì mẹ về. Thôi vậy thì có bà ngoại là cũng đỡ. Rồi thế còn bên mình tình duyên mình như thế nào? Tình duyên em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là quen nhau rồi đến lúc một thời gian thì tôi với cô ấy đi uống nước thì thử nói cái từ chia tay xem cô ấy phản ứng thế nào, thì ai ngờ là cô ấy nổi trận lên là bắt đầu mắc mớ gì mà đang chia tay luôn. Tự nhiên mắc mớ gì nói thử chia tay là thử sao? Thử để nói để xem phản ứng của họ thế nào. Tại sao thử, từ chuyện đó có gì mà vui mà thử? Đang quen, đang yên, đang lành tự nhiên thử nói chia tay. Thì vô tình nói cái đó là ai ngờ là chia tay thật luôn. Trời ơi, anh cũng rậm lắm, vậy là cái đó là lỗi của em. Đúng không? Còn cái mối tình thứ hai thì mai mối. Thử một thời gian thì cũng thấy cũng hợp, chứ mà hai người đã có baby á, và xong đó là làm thủ tục cưới luôn. Cưới luôn thì một thời gian sống ly thân rồi xong rồi là ly hôn luôn. Giờ bé là bé mấy tuổi? 5 tuổi. Bé trai hay bé gái? Bé trai. Giờ đang sống với mẹ? Đang sống về ông bà nội. Lý do tại sao ly hôn? Mình đã sống thử với nhau một thời gian thì, rồi. Em thì cũng muốn ở với nhau để cho bé nó có cha có mẹ, nó đi nơi đi chốn, mà kiểu cô ấy có người khác á, thấy là như vậy là không còn khả năng để mà ở được thì giải quyết cho cô ấy, để cô ấy đi với người khác luôn. Mà giờ là cô ấy đi kết hôn luôn rồi. Cô ấy cũng sống chung với người khác á. Là cái người mà lúc mà đang ở với em phát hiện đó, là giờ ở với người đó luôn. Đó. Có ra tòa ly dị không? Có ra tòa ly dị rồi. Là mình bắt con. Ra tòa ly dị thì cô ấy nói cũng thỏa thuận là nuôi con, chứ cô ấy cũng để cô ấy đi. Cô ấy đẩy cho nuôi con luôn thì ra tòa, cái tòa giải quyết luôn. Là hiện giờ là con sống với ông bà là sống ở ngoài này Nghệ An á. Thế bao lâu mới ra thăm con một lần? Một năm thì khoảng tầm 1-2 lần. Rồi mẹ là có thăm con không? Sống ở Hà Nội thì cũng
gần như thế nó cũng về cũng có thăm có. Còn hai người hoàn cảnh cũng bi đát quá ha, cũng gần giống nhau thôi, mình cũng có thể hiểu được nhau phần nào. Thế bây giờ anh, em mong muốn tìm một mẫu người, cái mẫu người tương lai sau này sống chung với em là mẫu người như thế nào? Người em muốn tìm một người nó hiền. Hiền mà cũng nói như hơi nhiều, tại vì em cũng ít nói. Rồi anh này cũng ít nói luôn, hai người chắc ngồi nhau nhìn nhau luôn quá. Giờ ở nhà thì cũng nói mà ra ngoài là em ít nói chuyện. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình cao 1m65 là được. Rồi có gì nữa không? Vậy còn anh, rồi cái mẫu người là bạn gái mình cần tìm là người như thế nào? Mẫu người chiều cao thì 1m50 trở lên, cân nặng thì tầm 40-60, hiền chính quy. Rồi mà lý do sao suy nghĩ nhiều quá hay sao mà tóc bạc dữ vậy? Hồi nãy bịt mặt nạ mình tưởng đâu chắc ông nào già lắm mở ra mặt cái măng mà tóc bạc hết trơn gì? Tóc em nhánh bạc mấy mai thôi, còn cách mấy năm trước thì là tóc đen. À là mới đây thôi? Mới. Không có ý định đi nhuộm cho nó trẻ hả? Thôi để cho nó thật. Để cho nó thật. Cái tưởng nó là tóc máu xấu nên tóc nó bạc. Còn này sao một đêm thức trần trọc tóc nó bạc luôn ha? Y như trong phim vậy đó. Ờ đưa tấm hình về rồi sao người ta nhận ra cái gì hình mờ căm vậy? Trong điện thoại mấy tấm hình đẹp mà tự nhiên điện thoại nó mất hết hình á. Trời ơi, có sót lại hình nữa rồi. Ráng kiếm đi đó, ảnh trong ba anh này nè. Đó, hình bên đây người ta rõ hết sức luôn hả? Trời ơi, sao mà nhìn nó trong hình với ngoài lạ quá, biết chọn cô nào trời. Đó, coi hai tấm thôi, coi nhiều nó rối. Trong hai tấm đó là đều có cổ hết á. Cổ là ai à? Cô này. Lý do sao chọn cô đó? Rồi cô đó là bên đây là cô nào? À, lý do tại sao chọn cô đó? Hai hình có cô đó. Rồi, giữ nó đi để coi mở màn ra coi đúng không? Ai à? Dạ anh ơi. Lý do sao chọn anh đó? Cái giọng nói. À, cái trời ơi, nhìn cái giọng nói biết cái tướng luôn. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn qua cái cô cửa trái tim này nha. Để mình xem cái cảm giác đầu tiên ngày hôm nay mình đưa ra có đúng hay không nè. Tên 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 tên. Rồi sao ạ? Con này là sai rồi. Sai rồi. Ở đây... Cô này phải không? Đúng rồi, cô đó mới đúng à. Cô đó ở đây nè. Thì hình như bên đây là... Cô này. Không phải đâu. Cô này nè. Hỏi cô coi, cô đó đó. Thấy chưa? Đúng chưa? Em đây rồi. Đó, chính xác. Trông ở ngoài so với trong mình như thế nào? Giống trong hình. Giống trong hình phải không? Rồi, đây đây cái này sao? À, vừa đâu gặp em lần đầu thì anh... Cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, món quà gì vậy? Có thể tui đây. Thôi thì chị tìm xem nhé. Rồi, ngồi xuống nha hai bạn. Wow, cái gì đây? Chú bé gì vậy? Dạ, cái bức thư này có một cặp ạ. Nên em tặng anh một... Cái này là cái từ dạ. Có một cặp. Cái chữ love mà có nửa hả? Còn một nửa cũ giữ lại. Nếu chúng ta bấm nút hẹn hò thì về mới ghép đôi lại. Còn không thôi, đứa giữ nửa chơi vậy đó. Nửa nó không có ý nghĩa đâu. Hai cái ghép vô nó mới có ý nghĩa. Rồi, sợi dây địch. Có cặp thì mong rằng chúng ta cũng có thể tìm được một nửa của mình. Khi mở cái cửa đó tìm được ra cảm xúc đầu tiên khi mình gặp nhau như thế nào? Cảm xúc đầu tiên là cũng hồi hộp, tại vì em cũng chờ lâu rồi. Rồi vừa nay gặp thì mới biết. Thì thấy sao? Dễ thương, vui tính. Thế còn em? Thấy anh nhân cũng những người em đang tìm. Đúng như người em đang tìm luôn. Dạ, dạ. Cảm xúc đầu tiên là tốt rồi ha. Chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là miếng áp chảo với tôm. Đây là miếng ướp gia vị kết hợp với một lớp bơ béo ngậy luôn. Thưởng thức cùng với tôm chiên rất là ngon. Vừa mình vừa ăn ha, vừa nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Chúc hai bạn ngon miệng nha. Rồi chị Tường sẽ quay lại ngay. Tự nhiên ăn đi, tự tin lên. Dạ em mời anh ạ. Dạ mời em. Anh sống cùng với ai? Anh có một mình đó. Em hiện tại đang ở đâu? Dạ em đang ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp? Thì từ với anh trên em thì... Cũng gần, tại vì từ Nhân Trạch đi qua phà cất lái có 15 cây à. Còn ai rồi đi tới Gò Vấp thì cũng
chắc phải tầm 30 cây. Ừ, tầm đó. Ai là thứ mấy trong gia đình ạ? Anh thứ hai. Em cũng thứ hai. Trời ơi, nãy giờ không mở nắp ra ăn luôn miếng nào luôn. Chưa không ăn là các tập trung nói chuyện phải không? Nói chuyện xuất sự. Thật sự hai bạn là đều là những người đã từng gãy đổ rồi. Thế mình có rút kinh nghiệm gì được để mà cái nguyên nhân mình gãy đổ để mình tiến tới một cái mối tình nữa nó sẽ bền vững hơn không? Cái trường hợp của em đấy thì thứ nhất là hai cái chiến số hai, thứ hai là hai bên là cũng không hợp ấy. Thứ ba nữa là cái khoảng cách nữa, vợ chồng với nhau mà hai người đã ở hai nơi thì thường thường là sẽ nảy sinh như thế này thế khác. Cho nên hai người phải có ở gần nhau mà phải có một khoảng thời gian là chủ nhật hay ngày nào đó rảnh đi chơi hay đi đâu đó để mình hiện tại cái khó khăn là hai người đang ở xa nhau đúng không? 30 cây thì đi cũng nhanh, khoảng tiếng rưỡi đầu tiên. Đang định là một tuần gặp nhau một lần chủ nhật đó hả? Hoặc là buổi chiều thì em khi nào rảnh có thời gian sắp xếp được thì anh lên, tại vì anh thì cứ 3 giờ chiều là về rồi thì chiều nào cũng rảnh hết. Có điều là đi hơi cực thôi, anh có ngại đi đường xa hay không thôi? Đường xa thì không ngại. Dạ em còn 6 tháng đến năm. Em có muốn sinh con nữa không? Em thì thế nào cũng được, có con nữa thì càng tốt, không cũng sai. Em thì có muốn sinh con nữa không? Dạ em cũng muốn vậy ạ. Nói chung là hai bạn thì ai cũng có con riêng rồi. Dạ. Nếu mình có nữa thì mình cùng chăm lo cho con cái cũng tốt. Ha, có nghĩa là cái này tùy duyên. Chị hỏi ra hết để các bạn hiểu nhau được nhiều hơn thôi. Dạ. Nãy em nói em tuổi gì? Dạ em tuổi mèo. Tuổi mèo, em tuổi gì? Em tuổi thân. Tuổi thân, có hợp nhau không? Dạ, hợp. Hợp. À, vậy là tuổi này lấy nhau được đúng không? Hợp đúng không? Ngày xưa ba của con em cũng tuổi thân vậy. Nói chung là tuổi tác nó không quan trọng, quan trọng là cái quan con người. Quan trọng là do mình. Đúng rồi, tính cách con người. Và nếu như đó là một nửa của mình thì mình phải hy sinh. Mình phải, mỗi người đều phải hy sinh, không có nào mà toàn diện. Không bao giờ mấy chục năm gặp nhau mà hợp ý nhau được hết trơn á. Nó phải có cái sự, nó gây gỗ như anh thôi. Mình yêu thương nhau thì mình phải biết vun đắp. Rồi, bây giờ Tường có mấy câu hỏi của chương trình ha. Mỗi người bóc một lá bài rồi mình thực hiện những cái điều trong này để mình hiểu nhau nhiều hơn, hoặc mình có cơ hội tiếp xúc với nhau để mình thân mật với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bóc trước. Đọc lớn lên nha. Là một đường tạ cú té phế mai. Phố mai que phải không? Phố mai que. Rồi. Làm tháng để đối phương hay bật cười. Rồi em đọc câu hỏi em lên luôn đi. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Rồi, hai bạn, mời hai bạn. Trời ơi. có cô đẹp, cô bê que gì không? Chưa, ngồi ngay ngắn lên làm đàng hoàng làm sao cho dễ thương là nhìn người ta nè. Cô đẹp coi. Trời ơi, giống như đi chụp hình là làm điệu rồi này kia gì đó, làm đi. Với bên con gái nó hay lắm. Được không em? Được rồi. Thôi được rồi, lấy con em vậy em. Từ từ em hay ở nhà em hay đặt heo. Heo. Trời ơi, đặt tên cho người ta, đặt tên heo hả? Dạ. Dễ thương đó hả? Chiều cái tên này không em? Tên ngọt ngào người yêu em đặt cho em đó. Anh heo. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tên kỳ quá à. Đặt tên gì cho nó ngọt ngào xíu coi. Em thấy cái tên đó cũng là dùng giống em thôi nha, người em cũng còn con. Vậy luôn hả? Vậy em nói gọi ảnh đi. Đó, gọi trong đó nói ngọt ngào với bạn trai gọi đi. Rồi nói đi. Trời ơi. 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 Làm lại nè, giờ bên đây gọi bên này ơi nè. Heo ơi heo. Ơi nè. Trời ơi, tình yêu thì tôi không hiểu tình yêu gì luôn à. Heo ơi heo ơi. Ok, kệ, đó là quyền của các bạn, nhưng các bạn thấy được là được rồi. Thế bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn 30 giây nữa nha. Hai người mình nhìn thẳng vào nhau rồi để mình quyết định đưa ra quyết định là mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện thật ra thời gian nó ngắn nhưng mà mình cũng đủ cảm nhận được. Còn mình muốn tâm sự nhiều hơn, tìm hiểu thì mình phải có nhiều thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại ạ. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. 1
2 3 Hết thời gian. Em có nhấn không vậy? Dạ có vậy ạ. Đó thì mình không vô, mình nhấn mạnh hơn nữa. Tưởng đâu không nhấn hết hồn à. Rồi mời hai bạn qua bên đây ạ. Chị thấy em nhấn xong nó lợt cái bàn của chị luôn mà nó không vô. Nắm tay nhau đi hai bạn. À, và bây giờ là nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Hôm Trưa. Anh luôn á. Chị Tường thay mặt cho chương trình ha, chúc hai bạn chọn lần này là đi với nhau đến răng long đầu bạc luôn nha. Cố gắng lên nha. Mình phải hy sinh chăm sóc cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong chương trình nha. Rồi em cảm ơn chương trình đã dành cho em gặp phải được một gái. Rồi, đây chương trình có một phần quà dành tặng cho em ha, để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Các Tường xin gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Thánh Thắng. Đến đây thưởng thức những bộ phim hay và cùng trò chuyện với nhau. Cảm ơn hai em nha, có tin vui nhớ báo cho Tường biết nha. Dạ. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay ạ. Hôm nay bà Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào số sau nhé. Khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Nghe nào, đưa bàn tay ra coi sao mà con trai để bóng tay dài vậy? À không, đều luôn cả hai bên vậy. Thật ra là trước đây ngày trước em có quen một người á, thì em hay gội đầu cho người đó. Trời đất ơi. Nên em đưa bóng tay để em gội cho nó dễ chịu quá. Ồ vậy á hả? Dạ. Bây giờ chia tay rồi mà còn để bóng tay chi nữa? À, em thích chăm sóc người yêu. À. Đó là một sở thích của em. Bằng cách là gội đầu tắm rửa. Chung là tất tần tật khi mà kiểu như khi mà mình yêu nhau á, tới một cái mức nào đó không còn gì để mà không còn cái khoảng cách nào nữa. Anh sẽ không nói chuyện với em đâu, để anh thời gian anh đi chữa bệnh. Trời. Nhưng không có bệnh chị nha, đi dẫn cái con người mới nó đi con... Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em biết được. Trong lúc đó thì em to cực kỳ luôn. Buồn em khóc mà em giảm cân luôn. Hồi xưa em mập cực kỳ luôn. Buồn em khóc mà em giảm cân luôn. Dạ em 53 em giảm còn 45 á. Wow, 8kg luôn ha. À. Hồi xưa thì em hay nóng tính. Nhưng mà sau này đi lính thì nó bắt đầu rèn luyện bớt cái tính nóng của em. À. Có một câu nói khá là hay là đi thì phí 2 năm mà không đi thì phí cả đời. Tại vì có những cái kỷ niệm và có những cái trải nghiệm trong lính thì mình mới có được, chứ ngoài đời mình không có. Ừ. Và có những cái tình cảm đồng chí đồng đội ở trong đó, mình cảm giác được những tình cảm đó rất là tốt. Thì em với bạn đó cũng quyết định chia tay. Thì bạn đó nói là thôi em vẽ thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm để lo cho tương lai sự nghiệp của bạn đó. Ừ. Nhưng mà 1-2 ngày sau em thấy bạn đó chở cái tương lai của nó đi ngoài đường. Chở ai? Dạ chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường. À, ở ngoài quận nhất á. Em bị sốc tâm lý. Em chạy, em có chạy theo không? Dạ không. Nhưng mà mục tiêu của em là kiếm bao nhiêu tiền? Dạ em kiếm nửa tỷ hơn một tí thôi. Nửa tỷ hơn một tí là 600 triệu là lấy chồng hả? 600-700 triệu là được ạ. Rồi thôi bây giờ nếu có anh nào cho 600-700 triệu cưới luôn khỏi học ha. Ờ ngon lành. Được không? Ừ. Ta kết hôn cho 600-700 triệu. 600 triệu. Ở chồng cho nó luôn. Sướng chứ đi làm chi cho nó cực. Có tiền lấy vợ chưa? Dạ, có. Có nhiều ít. Đủ để lấy cô bên kia. Đủ để lấy cô bên kia. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đẹp với nhau thì có gì là sai. Đó. Đủ để lấy cô bên kia. Đó. Tươi nè, bấm nút nè. Không ai cũng được, bấm giùm em. Đó gì vậy gì em? Cái gì em tính lọt sàn hả em? Trời kêu bấm nút thôi mà hồi hộp dữ vậy. À. Rồi. Thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Bên nhà gái, hai bạn nữ xinh đẹp của tôi đâu rồi ta? Wow! Trời ơi! Trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn lắm nha các bạn ơi! Tường ơi, xinh đẹp quá nha Tường. Dạ, rồi ok. Và đây, cô gái ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Nè, annyeonghaseyo. Jeonhaseyo mida, manaseyo bankhasseumida. Jeonhaseyo mida, manaseyo bankhasseumida. Một tràng giới thiệu bằng tiếng Nhật. À, em có thể việc giúp hả? Xem cười
tiếng Hàn. À, đó là tiếng Hàn, đó là tiếng Hàn Quốc, không phải tiếng Nhật Bản. Samita bả ra tiếng Nhật luôn. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, chào hai bạn nam, chào bạn nữ, chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Ngọc, em 201 ạ. Hiện tại em là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh. Quê quán em đâu? Dạ em ở Quảng Ngãi ạ. Dạ nãy anh nghe em giới thiệu tiếng Hàn là em học về tiếng Hàn hay là tại mình coi phim Hàn Quốc nhiều quá? Dạ em đu theo idol Hàn Quốc. À em thích những idol Hàn Quốc. Dạ. À ha. Dạ em có học tiếng Hàn không? Dạ em tự học. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em với mức độ mà thân quen rồi thì em nói chuyện thân thiết, vui vẻ, bất chuyện nói nhiều. Còn điểm yếu của em là nhà có vàng. Em nấu ăn, không biết nấu ăn cho lắm. Không biết nấu ăn cho lắm. Nhưng bù lại thì em rửa chén được. Bây giờ mời em trai ghế đỏ, em nói lớn lên nha. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Kèm với cả hai cô gái xinh xắn ở bên đây. Chưa thấy mà biết xinh xắn luôn ha. Nó có một cái luồng điện đó chị. Nó truyền qua đây trái tim em này. Nghe nó cảm giác được nó là bên đó rất là xinh xắn và dễ thương. Và em tên là Lê Hiếu. Dạ em sinh năm 98 ạ. Công việc của em là online, hiện tại đang kinh doanh online kiểu như bán đồ phun xăm thẩm mỹ ạ. Em sống tại quận 4 luôn. À dạ. Còn gốc quê mình là ở đâu? Gốc là em ở ngoài Hà Nội vào ạ. Nếu như nó nghe là đưa bàn tay ra coi sao mà con trai để bóng tay dài vậy? À không, đều luôn cả hai bên vậy. Thật ra là trước đây, ngày trước em có quen một người á, thì em hay gội đầu cho người đó. Trời đất ơi. Nên em nuôi bóng tay để em gội cho nó dễ chịu á. Ồ vậy á hả? Dạ. Để bây giờ chia tay rồi mà còn để bóng tay chi nữa? À, em mới cắt rồi đấy chứ mà nó mới mọc lại thôi ạ. Bây giờ tiếp tục, nếu mà có bạn gái nữa là vẫn tiếp tục gọi nữa. Tại em có một cái sở thích là em thích chăm sóc người yêu. À. Đó là một sở thích của bằng em. Cách là gội đầu tắm rửa. Tức là tất tần tật khi mà kiểu như khi mà mình yêu nhau á, tới một cái mức nào đó là không còn gì để mà không còn một cái khoảng cách nào nữa. Lúc đó là cái lúc mà mình bản thân mình cởi mở ra. Đó mới là tình yêu đích thực. À, môi có đánh son không mà đỏ hồng vậy? À, không, à, không, môi em đỏ tự nhiên đấy chị. Môi em là đỏ tự nhiên đấy. À, chị tưởng em xăm cái lòng môi rồi chứ. Dạ, không, ngày trước còn đỏ hơn đấy chị. Nhưng mà sao chị thấy hơi có vẻ hơi èo uột vậy? Giới tính rõ ràng không vậy? À. Chị thấy móng tay á thì dài, rồi son môi thì đỏ. Không chị à, thấy săn chắc mà Tường ơi. Nhiều đó. Ủa có xăm mình không vậy? Dạ không ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là em rất là coi trọng những mối quan hệ bạn bè. Nên tính em được cái là người ta hay gọi là chàng trai thân thiện nhất hành tinh. Thì điểm yếu của em á là đôi lúc em nóng tính nhưng mà em có thể kiểm soát được bản thân, là em dễ bị cảm động và dễ bị mềm lòng. Kiểu như họ sai mình rất là nhiều mà lỡ họ chỉ nói vài câu mật ngọt thôi mình lại chết gùi, mật ngọt chết gùi. Ê, anh hỏi là để móng tay rồi nữa. Mình có để móng chân không? Dạ không, chân để em gọn lắm anh. Dài không? À ai biết tại gì kia? Em tập thể thao đường phố mà tay thì ấy thế nhưng mà chân phải gọn để còn bay nhảy. Rồi quá. Rồi cô gái ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường và chào hai bạn ghế bên đó. Em tên là Đặng Thị Khánh Ngọc, năm nay em 21 tuổi luôn. 21 tuổi dạ, luôn. Em đang là sinh viên năm 3 của quan hệ công chúng truyền thông và nghệ thuật. Dạ thì quê em ở Phan Thiết, Bình Thuận ạ. Dạ em vào đây em học được 3 năm rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ em sống tình cảm một chút nhưng mà em thấy cái việc sống tình cảm của em nó cũng là điểm mạnh cũng là điểm yếu của em. Thì đôi khi trong cuộc sống mình sống tình cảm nhiều quá thì nó sẽ có những chuyện không hay á anh. Ừ. Dạ. Sẽ bị người ta lừa gạt dạ, tình rồi. Cảm mình đúng không? Chuyện xưa rủi em đâu có muốn. Chuyện xưa rủi em đâu có muốn. Giọng dễ thương quá ha, giọng nghe nó rất là bình định nữa. À, như chim hót méo ngon. Gương mặt cũng như một chú chim ngon vậy đó, hay lắm. Rồi gì nữa, điểm yếu gì nữa nè? Dạ, ngoài điểm yếu ra thì em hết rồi. Dạ. Rồi, mời em trai ở ghế màu xanh nè, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn. Em tên là Lê Ngọc Tấn, em sinh năm 94, em cũng quê ở Bình Thuận luôn. À. Dạ. Tại, hiện tại thì em đang ở Vân Gò Gốc. Em làm bên công việc là quảng cáo và thiết kế web. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thì nếu mà đúng tần số thì em khá là nói nhiều. Và nói chung là cũng hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì hơi bừa bộn. Do tính chất công việc của em á, nên là em đi rất là nhiều. Có thể nói chung là hồi xưa thì em hay nóng tính. Nhưng mà sau này em đi lính thì nó bắt đầu rèn luyện bớt cái tính nóng của em. À. Có một câu nói khá là hay là đi thì phí 2 năm mà không đi thì phí cả đời. Tại vì có những cái kỷ niệm và có những cái trải nghiệm trong lính thì mình mới có được chứ ngoài đời mình không có. Ừ. Và có những cái tình cảm đồng chí đồng đội ở trong đó
mình cảm giác được những tình cảm đó rất là tốt. Ở đây có ai màu xanh là cùng quê với cô gái màu xanh Bình Thuận luôn. Bình Thuận luôn. Em gái ghế xanh là định mấy năm nữa mới kết hôn được. Dạ, ít nhất là em, tại vì em đang theo nghệ thuật á, cho nên là em muốn ít nhất em phải từ 27 tới 30 mới kết hôn được á. 27, 30 mà nay mới có 21 hả? 21 và 9 năm nữa. Trời ơi, trời ơi, rồi đó, 6, 7 năm nữa, đợi chờ nổi không? Không, em không biết, khi mà mở cửa ra mới biết được. Chưa biết, tùy duyên. Rồi. Tùy duyên thôi. Bây giờ là cô gái ngồi ghế đỏ quay lại với em nè. Chuyện tình trường em như thế nào? Dạ thì là em có quen một bạn tìm hiểu là được 3 tháng, nhưng mà mối tình nó lại dây dưa đến gần 2 năm. Tại do anh đó cắm sừng em rất là nhiều, nhưng mà anh đó rất là giỏi luôn á, là giấu em các thứ, rồi sau này em mới phát hiện được là nhờ vào một cái chị trong số những cái chị mà anh đó quen trong lúc cùng quen em. Cái được chị đó nói chuyện xong cái bắt đầu em mới phát hiện ra là anh đó cắm sừng rất là nhiều bạn luôn. Cái chị đó nói cho em nghe, phân tích trước. Tại do hồi đó em còn cứng đầu lắm, cứng như đầu trâu gì đó, nói qua nghe. Đầu trâu vậy đó hả? Dạ. Xong cái chị đó mới cho em vô nguyên một cái group luôn, cũng được 7-8 người á. Rồi, một group coi như là bị anh đó hết. Dạ đúng rồi, quen hết với anh đó. Đông dữ quá ha. Ghê thiệt. Rồi các bạn gái liên minh với nhau 7-8 người luôn. Hồi đó em thiệt sự rất là bức xúc luôn. Ban đầu thì rất là yêu thương người ta, nói gì cũng nghe, nhưng mà từ lúc mà em biết được và có những cái chị đó rồi hồi bạn thân á nói cho em nghe hết thì em mới bắt đầu tin. Và lúc đó thì nổi máu điên lên em đòi tiền. Cô cho ta mượn tiền đó hả? Trời ơi là trời. Chị biết sao không, em kiểu như là em quen bạn đó là em quen ai là em sẽ rất là quan tâm người ta, lo lắng lắm kìa. Xong cái em sợ người ta thiếu thốn này nọ, nói chung là em cũng rất là kỹ, ăn uống sinh hoạt các thứ là em rất là chú ý luôn. Sao cho tao mượn tiền hả gì? Dạ tại do anh đó nói là cho anh mượn bấy nhiêu tiền á, cũng gần 10 triệu đó. Trời ơi, em làm gì lúc đó em có 10 triệu dữ vậy em ơi, em giàu quá em ơi. Rồi sao nữa? Cho 10 triệu luôn. Cuối cùng có đòi được không? Mà anh chị khác á liên kết nói với ông đó mới trả cho em được, mà trả dây dưa lắm. Bây giờ đã trả hết chưa? Dạ trả hết rồi chứ. Nhưng mà em may mắn hơn chị á, chúc mừng em nha. Em mấy ai còn nợ tiền tôi chưa trả làm ơn trả giùm hết, yêu nhau rồi trả tiền lại giùm tôi nha mấy anh đó chị. Dạ cái tiền này là anh đó bảo là anh đó mượn. Tại vì là em không nhắc tới, nhưng mà cái lúc mà em biết bị cắm sừng em rất là tức luôn. Cái đợt đó bạn nói với em là khoảng thời gian này chắc cũng tầm mấy tháng á anh sẽ không nói chuyện với em đâu, để anh thời gian anh đi chữa bệnh. Trời nhưng không có bệnh chị nha, đi dẫn cái con người mới đó. Đi con... Trời, đó. Trời ơi. Sao lại em biết được, trong lúc đó em lo cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn, hồi xưa em mập cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn. Phải cảm ơn anh chứ em, vậy là phải cảm ơn á. Ít ra nó cũng làm được một điều cho em, đó là giảm cân. Thế em được giảm cân xuống. Hồi đó em mập bao nhiêu ký? Dạ em 53, em giảm còn 45 á. Wow, 8 ký luôn ha. Rồi bây giờ cho nè. Hai giờ bạn này tôi cảnh cáo nha. Hôm nay ai quen với con bé ngồi ở ghế màu đỏ là dưới mọi hình thức cấm mượn tiền nha. Cấm mượn tiền ha. Nhớ đó. Thiệt. Mà giờ là hết đầu trâu rồi đúng không? Giờ bây giờ cho anh hỏi nè, cái hội chị em phụ nữ em đó còn duy trì không? Dạ, 8 người bị ha. Rồi thôi bỏ đi. Bây giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ đầu tiên là đừng có mượn tiền. Dạ đừng có bốc phét. Ừ, bốc phét rồi. Dạ em không quen được bạn trai hút thuốc lá. Là không được hút lá. Dạ ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một tí thôi, chứ không cao hơn là em đi chung hàng là em khoét tay á. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 58. Được rồi, vậy là được. Bên đây ta cao không à? Yên tâm, gì nữa? Dạ là em không thích bạn đó kỳ bò với em hẹp hòi, dạng kiểu như cái tính này tính nọ với em á. Hai đứa 201 hết rồi, chừng nào định lấy chồng? Dạ em thì em tính là em học xong em đi kiếm tiền á, rồi em kiếm đủ số tiền mà em mong muốn thì em sẽ lấy chồng. À vậy hồi đó cái 10 triệu cho bạn trai cũ mượn là của ba mẹ hả? Dạ tiền của em xài cha mẹ cho. Trời đất ơi, báo cha báo mẹ nữa, thiệt tình luôn á. Nhưng mà mục tiêu của em là kiếm bao nhiêu tiền? Dạ em kiếm nửa tỷ hơn một tí thôi. Nửa tỷ hơn một tí là 600 triệu là lấy chồng hả? 600-700 triệu là được ạ. Rồi thôi bây giờ nếu có anh nào cho 600-700 triệu cưới luôn khỏi học ha. Ngon lành được không? Ta kết hôn cho 600-700 triệu, 600 triệu chồng cho nó sướng chứ đi làm chi cho nó cực. Có tiền lấy vợ chưa? Thôi có. Có nhiều ít đủ để lấy cô bên kia, đủ để lấy cô bên kia. Anh đẹp trai em thì đẹp gái, mình đẹp với nhau thì có gì là sai. Đó đủ để lấy
cô bên kia. Đó, ổn, 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 ổn. Có 600 triệu là lấy vợ được rồi. Nhưng mà chuyện tình yêu sao nè? Rồi cái bắt đầu mới sao? Quay là cái mối tình mà gọi đầu đó. Mấy mối? Đây là mối tình vừa rồi. Là mối tình mà gọi là khắc cốt ghi tâm nhất. Có thể nói là một năm ý nghĩa anh. À. Có nghĩa là mình đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào mình đặt chân đến nó đều là kỷ niệm. Oh. Tụi em tìm hiểu có một thời gian rồi tụi em cũng có ở chung nữa. Ừ. Thì giống như là gia đình hai bên biết hết nhau rồi. Trước giờ em chưa bao giờ có ý định cưới, nhưng mà em gặp người đó thì em đã cố gắng để mà có thể được có cưới được người đó. Ừ. Em khẳng định nhá, trên đời này không bao giờ có một ai có thể yêu nó nhiều bằng em. Yêu nó. Rất thẳng. Đấy cả không một người nào có thể tâm lý với nó như em luôn. Tại sao chia tay? Người thứ ba. Thì em theo dõi em cải trang thành một người khác. Em cải trang giống kiểu như Phan Đình Tùng đó anh. Em buộc cái khăn lên đầu rồi em makeup cho ấy dán râu lên ấy. Ồ. Oh, dạ. Công phu dữ vậy rồi sao thì, nữa? Thì em đứng cạnh họ mà họ không biết luôn. Em chỉ thấy họ đi với nhau ở một nơi nào đó thôi. À thì bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Thật ra em thích một người bạn gái cũng bình thường thôi, chỉ cần hiểu em với cả không ngại việc ngày nào cũng nghe cũng nhìn thấy em với nghe thấy em là được. Và em có thói quen là em thích đi du lịch. Đừng mượn tiền bạn gái là được nha. Muốn đi thì phải có đầy đủ tiền đại thọ cho bạn gái nha. Ok. Nếu như không ngại thì có thể đi tập cùng em, hướng đến một cái hình thể đẹp hơn, một sức khỏe tốt hơn. Ok, đồng ý. Rồi. Wow, cô gái xinh xắn nè. Tới chương trình này tâm sự về chuyện tình yêu của mình đi chứ. Dạ thì nào giờ em chỉ trải qua có một mối tình. Em với bạn đó quyết định chia tay là vì bạn đó không có ý chí cầu tiến. Và bạn đó sinh năm 97. Tại vì năm đó là cách đây 2 năm thì em cũng mới vào năm nhất. Ừ. Thì bạn đó cũng chưa có đi làm công việc ổn định á. À. Dạ thì em chỉ muốn bạn đó là có công việc ổn định. Em không cần bạn đó lo cho em. Bạn đó cứ kiểu, tại vì bạn đó cũng là đam mê ca hát. Thay vì anh mình một người đam mê ca hát thì mình có thể đi hát acoustic, hát phòng trà để mình có thêm thu nhập cũng được. Ừ. Bạn ấy chỉ có suốt ngày chỉ tụ tập với bạn bè, sáng tác những bài ba lăng này nọ. Ba lăng và ba lăng luôn hả? Không có cầu tiến. Dạ. Thì em với bạn đó cũng quyết định chia tay. Thì bạn đó nói là thôi em vẽ thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm để lo cho tương lai sự nghiệp của bạn đó. Ừ. Nhưng mà 1-2 ngày sau em thấy bạn đó chở cái tương lai của nó đi ngoài đường á. Chở ai? Dạ chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường ở ngoài quận nhất á. Em bị sốc tâm lý. Em có chạy theo không? Dạ không. Em thấy gì thôi? Dạ em thấy thôi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai thứ nhất là có vẻ ngoài ưa nhìn. Ừ. Dạ thứ hai là biết quan tâm lo em. Dạ phải có ý chí cầu tiến. Ừ. Rồi. Bây giờ chàng trai ghế xanh nè. Em chào chị. Rồi, bây giờ tình trường em sao? Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà thời sinh viên. Dạ lúc đó là em học xong cao đẳng xong thì em quyết định là em về quê em đi nghỉ vụ. Chờ khoảng 2 năm mấy thì nó rất là dài. Thì đâu có thể nào mà có thể có kết quả tốt được. Ừ. Thì thôi về bị làm bạn. Còn mối tình tiếp tục là cũng mới đây nhưng mà hai đứa là quyết định là có thể là đến tiến tới hôn nhân. Quen trong vòng gần 2 năm. Có nhiều sự hiểu lầm về gia đình. Ừ. Là hai gia đình có sự hiểu lầm. Thương thì hai đứa rất là thương nhau. Nhưng mà để mà ráp lại với nhau thì được thì nó khá là khó. Giờ muốn tìm một người vợ tương lai em như thế thì nào? Em thấy người mà phù hợp với em á thì người con gái có thể là tự chủ về kinh tế. Ừ. Người con trai thì không phải là không lo được người con gái. Nhưng mà con gái có sự tự chủ về kinh tế thì nó sẽ phù hợp. Ừ. Cho hai đứa phát triển mạnh hơn. Con gái thì biết nấu ăn. Ừ. Em thích người, nói chung là em rất thèm cơm nhà. Hứa nếu mà nấu thì em sẽ ăn và em rửa chén. Bây giờ thì có một em trai đang ngồi ở dưới ghế của là người nhà. Rồi em cầm micro đi cưng. Em xin chào anh. Rồi. Anh Hứa Minh Đạt và Cát Tường. Rồi. Em tên là Vũ Quang Tú. Em là em của anh Tấn. Dòm sơ sơ hai cô bên bển đó, nhắm cô nào là sẽ hợp với anh Tấn. Cái chị áo đỏ. Ghế, đâu chị ghế đỏ. Ghế đỏ, ghế đỏ. Là hợp với anh Tấn. Ừ. Hợp chỗ nào vậy em? Dạ kiểu hai người cũng tướng cũng xem nhau cũng. Hai người này có mà cứ xem, xem nhau. Đâu chị thấy anh Tấn to lắm mà gấp đôi cổ á. Cái tên Tấn á là biết là cái thân hình đó là cũng phải bằng tạ. Rồi cảm ơn em, chị cũng hy vọng là cái điều em nhận xét là nó trúng ý của anh Tấn. Còn trúng hay không thì bây giờ mình phải mở cửa trái tim mình trò đúng chuyện rồi, mới biết rồi. Được nha. Phải thử cảm giác nè. Chẳng cho gì nữa. Mở cửa trái tim.
À, từ người đi kia. À, anh gửi em. Em cảm ơn anh. Thì em thích tặng ai em tặng. Cảm ơn. Wow. Hai món quà thì nó cũng ná ná nhau thôi, nhưng mà có một thứ khác để quyết định được là ai mà em thích và ai em muốn làm bạn. Khui ra mới biết luôn hả? Khui đi em. Khui đi em ơi. Dạ. Khui đi em. Thứ khác là thứ gì? Con vịt. Ủa phải con vịt không? Con heo. Có gì nữa? Gì nữa, có thứ khác gì? Bên đây có gì? Dạ là một cái son với lại một cái sạc khoái. Hai cái ốp lưng ạ. Hai cái ốp lưng. À. Thời tiết mùa Sài Gòn tầm này nó nóng mà, thì mình dễ bị khô da, thì em tặng hai bạn xịt khoáng vào ban ngày, còn buổi tối thì mình có thể dùng son dưỡng cho nó đỡ bị khô môi. Hay. Thì ở bên đây một cái là ốp của tai nghe iPod thôi, thì nó chỉ có lẻ một mình. Còn bên kia là em tặng một cặp ốp điện thoại. Nếu như chúng ta thành đôi thì mỗi người một cái. Còn nếu như lỡ như chúng ta không thành đôi thì hai chiếc cho người nào đó dành cho người phù hợp đối với cả em. Hay. Rõ ràng, rõ ràng. À, cảm nhận của hai em như thế nào? Dạ, em thấy vui. Vui. Chắc được nhận quà. À, được nhận quà. Rồi cảm xúc của em như thế nào khi thấy hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ, rất là lịch sự. Rất là gì? Lịch sự. Lịch sự nghiêm túc quá nên em cũng hơi sợ. À, ai làm gì em đâu sợ, mai mượn tiền đâu sợ nè. Còn em gái, màu xanh. Dạ thì điều đầu tiên thì em thấy hai bạn bên ghế bên rất là đẹp trai. Với lại nhìn hai bạn rất là chỉnh chu trong cách bề ngoài của mình. Dạ. Với lại nếu mà bạn bên ghế đỏ tặng em món quà, hồi nãy bạn nói là tặng ốp lưng, nếu mà thành đôi thì mình mỗi người một cái đúng không? Vậy thì bạn đổi cho tại mình size 11, bắt đầu mình thấy mình mỗi người một cái. À. Ok. À, thì nếu như chúng ta có thể thành đôi thì biết đâu là tối nay chúng ta cùng đi ăn và đổi ốp thôi. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp mà nó có thành cảm không? Dài hèo quá đẹp. Rồi, tới em, cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì em thấy là hai bạn nữ bên kia rất là xinh. Dạ. Còn giọng nói của bạn nữ và Bình Thuận cùng quê em thì em cảm nhận được là giọng rất là ngọt. Rồi có tặng quà gì nữa không ạ? Hay là có. À có. Rồi em tặng đi. Đây là cái bánh em gửi anh, tại vì bình thường là em không nấu ăn. À. Cảm ơn em. Cái này em gửi. Cảm ơn em, xin chào. Cái này em gửi anh. Rồi em tặng đồ ăn gì vậy, ý nghĩa gì vậy em? Dạ, cũng là sự ngọt ngào mà em dành cho bạn đó. Thay vì là bình thường là em nấu ăn cũng được, nhưng mà em nấu ăn hơi dở. Thay vì đó thì em nghĩ là làm bánh. Còn đây món quà gì đây, khui đi cưng. Dạ, cuốn sách Tôi quyết định sống cho chính tôi. Rồi bên đây sách giống nhau hay khác nhau? Dạ là cùng một loại ạ. Cùng một loại luôn. Dạ, tại vì em nghĩ là trong cuộc sống của mỗi chúng ta nên đứng ra quyết định cho cuộc đời của mình, thì sau này á mình sẽ tự tin. Em muốn luôn nhấn mạnh là phải luôn có ý chí cầu tiến trong cuộc đời mình, thì okay, sau này tương lai mình mới phát triển được. Nhân cái cuốn sách này thì Tường cũng ra một cuốn chủ đề luôn để hôm nay các bạn có thể tự trò chuyện với nhau ha. Mình đều là bạn, các bạn trẻ mà mạnh mẽ lên, tự tin lên. Thì bây giờ các em suy nghĩ xem là tuổi trẻ thì mình nên chọn sự nghiệp hay chọn tình yêu. Rồi Tấn nói trước. Thì cá nhân của em á thì em có thể nói là cái sự nghiệp á nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu, tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Nếu mình chưa có những cái cơ bản nhất như công việc là thì ổn định để mình đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của mình, thì khi mà cái tình cảm nó tới mức độ mà nó bị áp đảo bởi vì những cái đồng tiền hay là đáp bảo những vấn đề mà sự cố bên ngoài á thì sẽ rất là dễ bị tan rã. Chính xác. Ví dụ một ngày lễ đi, những cái người bạn gái khác được bạn trai tặng một món quà rất là giá trị, thì mình cũng cảm nhận được là người yêu mình cũng muốn những cái điều đó, thì mình trong cái phạm vi mình có thể thì mình vẫn muốn tặng cái món quà giá trị nhất mà mình có thể cho người yêu mình. Nói chung là tặng quà cho người yêu và đem lại cái niềm hạnh phúc cho người yêu là nghĩa là bản năng của con trai rồi. Nên phải làm như vậy. Nghĩa là mà muốn làm được vậy là hơn. Phải có sự nghiệp. Dạ, chính xác. Qua quan điểm em sao nè, chia sẻ với hai em gái bên kia đi nè. Thật ra thì người mình yêu là nhất, hơn cả gia đình và hơn tất cả mọi thứ. Đối với em là như vậy. Từ bé em không sống với gia đình. Đến năm 18 tuổi em mới sống với mẹ em thôi. Từ bé em đã sống cô độc rồi. Em quen với cảm giác một mình rồi á. Nên sau này đến khi mà em tìm được một nơi mà một người mà em tin tưởng, một người mà em có thể thoải mái với họ tất cả mọi thứ, không còn gì phải để mà phải ngại ngùng hay là
khoảng cách gì nữa. Lý do sao hồi nhỏ em không ở, em ở một mình? Thì ngày xưa em ở với bà, lớn lên em ở với bác với cả họ hàng thôi. Em không có ở cùng với gia đình này. Lý do ba mẹ ly hôn hả? Dạ vâng. Có em có một mình hay là có anh chị em gì không? Nếu như về ruột thịt thì chỉ có mình em thôi ạ. Có nghĩa là có con cha con mẹ, khác cha khác mẹ thôi. Còn dạ vâng. Riêng là mình em. Dạ vâng. Nhưng hiện tại là em vẫn sống với mẹ. Bây giờ dạ. 18 tuổi thì em mới sống với mẹ. Dạ vâng ạ. Không phải là gì nhưng mà em bị em không có cái cảm giác mà gia đình lắm. Chị hiểu rồi. Em đi đâu cũng vậy. Em đi ăn cũng hay đi ăn một mình. Đi tập thể dục hay là đi chơi cũng hay đi một mình. Thì chỉ khi mà em quen ai đó thì em mới dành thời gian cho người đó thôi. Và công việc mà em theo đuổi lúc nào cũng là công việc nó mang tính chất tự do. Bất cứ lúc nào em rảnh em cũng thể dành thời gian cho họ. Còn nói về sự nghiệp thì nó quan trọng chứ. Tại vì đôi khi tình yêu á, nó mà không có đủ kinh tế á, thì sớm muộn thì nó cũng sẽ dễ gây ra những cuộc cãi vã này. Lâu lâu có một sự cố lớn xảy ra, mình không thể nào xoay sở kịp á. Anh thích người yêu anh tới nỗi mà hơn cả gia đình thì điều đó thì em hơi không đồng ý. Tại vì á là gia đình mình phải hơn cái bạn nữ đó nhiều. Nhỏ chưa lấy nhau mà nhiều khi lấy nhau còn phải chia tay, ly dị mà. Không, nhưng cái này thì chị xin đính chính một xíu. Lúc đầu chị cũng nghĩ giống như em vậy. Nhưng mà sau đó chị nghĩ cũng có thể mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Với những cái gì bạn ấy đã trải qua trong cái tuổi thơ cho nên mới hình thành cái suy nghĩ như vậy trong đầu. Điều đó nó cũng đúng thôi. Tại vì đó là chưa kể cuộc sống đôi lúc còn có ôm những cái sự hận thù ở trong lòng nữa. Hận thù ngay chính cả những người đã sinh ra mình, điều đó có. Tại vì chị thật định không có nói, nhưng mà tại vì em gái đã nói thì chị mới nói. Nhưng mà rồi mọi thứ đến một đoạn nào đó thì em sẽ cảm thấy mọi thứ nó là thoải mái. Và đúng, hãy sống vì chính mình. Còn mọi thứ dù muốn hay dù không thì đó cũng đều là gia đình. Đương nhiên khi mà có đụng sự cố á, khi nói vậy thôi. Chứ đụng việc thì luôn luôn là cái gia đình, những cái tình cảm nó rất là thiêng liêng. Ta nói là một giọt máu đào không bằng ao nước lã mà. Chắc chắn gia đình là phải quan trọng. Nhưng mà để gọi là trong cái suy nghĩ của bạn ấy thì như vậy. Đó cũng là một điều dễ hiểu. Khi mà mình không được sống trong cái sự lớn lên với cái tình yêu thương của cha mẹ thì có quyền nghĩ như vậy thôi. Ví dụ giờ con gái chị mà biểu là nghĩ về cha thì làm sao nó nghĩ tới được. Thí dụ vậy. Người ta không có sao ta nghĩ. Đúng không? Rồi. Rồi vậy thì em nè. Quan điểm em là cái nào quan trọng hơn? Dạ quan điểm. Sự nghiệp. Dạ sự nghiệp quan trọng hơn. Sự nghiệp quan trọng hơn. Nên là em muốn từ bản thân em cũng ổn định tài chính rồi em mới đặt cái tình cảm lên. Nãy có nói rồi đó, phải có 600 triệu mới lấy chồng đó. Đó là tiền em tự kiếm, còn nếu muốn lấy chồng nhanh thì xin cha mẹ cho. Bé dễ thương, nhỏ xin 10 triệu cho trai rồi mà chưa sợ. Không, nhưng mà đòi lại hết rồi. Ủa, có lấy lời không? Lúc đó đòi lại có lấy lời không? Dạ còn lỗ tình phí gì. Dạ còn lỗ tình phí gì. Lỗ tình phí gì. Nhưng mà đòi lại đủ 10 triệu không? Dạ được. Đủ 10 triệu đúng không? Rồi, bây giờ là tới cô bé này nè. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng hai thứ, mọi thứ ổn định hơn. Tại vì em cũng không thích ở nhà cứ ru rú ở nhà nội trợ. Mà em cũng không có thích mà phải ra ngoài cứ bươn chải ở nhà mà người con trai ở bên cạnh mình mà cứ ở nhà không. Cho nên em cứ thích 50-50. Mình làm thì mình làm mỗi sáng mình làm về mình làm giờ hành chính thì tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. Tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. À, coi như là sáng đi làm tối về tình cảm. Dạ. Rồi ok, bây giờ thì các bạn có thể tự trò chuyện với nhau một chút xíu đi. Dạ, như hồi nãy em nghe nói là bạn ghế đỏ là mới chia tay bạn gái mới đây 4 tháng đúng không ạ? Móng tay chưa cắt. Móng tay chưa cắt. Vậy thì anh đã xác định thật kỹ là trong trái tim của anh có chỗ trống dành cho người phụ nữ khác bước vào chưa? Khoảng 2-3 tháng đầu thì cũng chưa sẵn sàng đâu. Cho đến khi mà anh nghe rằng sắp cưới chồng rồi, sau này về dự đám cưới nhá. Thì lúc đấy là lúc mà anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng, anh dứt bỏ và anh quên đi tất cả. Dạ thì hồi nãy em có nghe anh ghế đỏ có bảo là anh thích đi du lịch. Nhưng mà em hơi yếu sức khỏe á, em không có đi xa được. Nên là nếu mà có quen em á thì chắc là mình chỉ anh đi làm, em đi học rồi mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần thôi thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái, không bị áp lực hay khó chịu. Cho nên thế khi mà tâm trạng mình thoải mái á, mình búng tay cái, xách vali đi luôn.
Em hỏi bạn áo hồng là quê bạn Bình Thuận là bạn ở Phan Thiết hay là ở khúc nào? À, Nhận Bà Con hả? Dạ em ở Phan Thiết anh. À, mình thì mình ở Tuy Phong, cách nhau cũng tầm cỡ 100 cây. À. Sao ta Phan Thiết mà người ta trắng mà em Phan Thiết em đen vậy? Em chắc do ở gần biển quá. Rồi có hỏi gì nữa không? Giờ hỏi cái đó không vậy? Hỏi cái gì nó vô sâu sâu chút coi. Giống như thấy bạn dễ thương quá, khớp. Em bị khớp. Khớp là mất cơ hội á. Yeah. Anh có ngại quen gái 201 không? Tại vì ngày nãy em nghe anh nói là anh muốn cưới vợ sớm đúng không? Cái không, anh không có nói muốn cưới vợ sớm mà do là ba mẹ anh kêu là muốn anh ổn định tiến tới hôn nhân thì vài năm nữa nên nó cũng do vô tư. Vậy 9 năm nữa anh chờ em không? Cái đó là câu hỏi. Nếu đủ lớn, nếu mà yêu nhau mà 9 năm mà chưa tới kết hôn nó không còn là tình cảm sâu bền nữa. 9 năm là nói cho vui thôi. Còn nếu mà em muốn nghe câu trả lời thì chị trả lời em là không. Chị trả lời em là không. Không có ai chờ em 9 năm hết á. Anh nào cũng vậy. 9 năm sau em sẽ kiếm một người khác em quen rồi em kết hôn. Còn bây giờ quen chơi cho vui, tới 9 năm đi cho có kinh nghiệm. Chị trả lời vậy luôn á. Rất thẳng. Chị nói đúng không em? Rất thẳng là dạ. Đúng. Đúng. Rồi hỏi gì không? Hỏi đi. Nãy giờ chưa hỏi gì phải không? Em muốn hỏi cô ghế xanh. Hiện tại thì thời gian của em dành cho việc học và các thứ thì như thế nào? Thì hiện tại vì tại vì em đang học hai trường. Ý của anh là anh muốn hỏi có gì thể dành thời gian cho anh không, đúng không? À, dạ. Yeah. Nếu mà chúng ta trong một mối quan hệ nào đó thì tất nhiên một ngày dù bận rộn tới đâu thì dành một thời gian cho nhau vẫn được mà. Chính xác, có một thích hay không gọi thích hỏi thăm cũng là một chút gọi là tình yêu mà. À. Bây giờ các chàng trai lần lượt qua xin phép được nắm tay hai cô gái để mình đo cái cảm xúc của nhau. Rồi nếu ai muốn nói gì thêm thì nói. Ồ, đem quà qua luôn. Tặng quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi mời anh nắm tay hãy thổ thẻ những lời tâm sự. Tay mềm quá. 사랑해 좋아해 촌스럽지만 이렇게 고백해 멋은 없어도. Và nói chung là lần đầu tiên gặp thì anh muốn là sau này nếu có cơ hội á thì có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Còn có cơ hội về quê hay có dịp ở quê á thì có thể là gần nhau thì có thể đi gặp nhau. Dạ đâu. Dạ. Nắm tay. Rồi, nói chung là thấy cô em cũng có mối tình mà anh thấy là hơi bị hay anh đó sao chỉ sao mà quen được một hội 7 người là hay lắm. Và nói chung chúc em có nhiều mối hệ tốt. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, dễ hơn quá trời. À mình khui quà bạn ấy chút xíu đi. Tên. Ơ cha. Oh. Gì vậy? Bạn tặng em dâu. Dâu. Dạ dâu Đà Lạt. Trái dâu thì mình giống như thể hiện như trái tim hay tình cảm đồng. Ủa chứ không phải là muốn bắt dâu hả? Không phải muốn có cô dâu hả? Dạ thì anh nói đây là biểu hiện tình yêu với lại tình cảm của anh thì để cho em xin phép em nếm thử luôn ạ. Ở đây có một mình em được nếm luôn á. Kiểu muối đúng không? Dạ nó hơi chua. Dạ nó hơi chua. Dạ rất là chua. Hãy cho nhau thời gian để em đi mua muối nha. Cái này phải có một miếng muối xí muội nữa hả? Muối xí muội anh ạ. Hay quá, được rồi, tới phiên em đó. Qua đi. Chảy một miếng, chảy một miếng. Đầu tiên thì xin được bắt tay em trước. Rồi. Anh mong là dù thế nào nữa thì khi bước ra đây chúng ta có thể là những người anh em ngoài xã hội hay là những người bạn. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Chào em. Dạ chào anh. Anh có tay em. Wow, em có cái răng khảnh dễ thương ha. Dạ. Như anh vừa nói lúc nãy đó, nếu như chúng ta thành đôi thì chúng ta mỗi người một cái. Dạ. Còn nếu như không thể thì anh vẫn mong chúng ta sẽ là những người bạn sau này, biết đâu được sẽ hỗ trợ nhau trong công việc hay là cuộc sống. Nhưng mà anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã cho khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ. Ok. Dạ rồi em cảm ơn anh. Rồi. Nó nghe nè, nó nghe đạt. Cái gì vậy? Phong thủy chút coi, hai đứa mình cũng nắm tay nhau truyền chút năng lượng coi. Hãy nói những lời thủ thỉ tâm sự đi chị. Chị mong là hôm nay ít nhất phải có một cặp thành đôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Ông trời đừng có tráo que tráo quẩy với chị em mình nữa. Tuyệt tình ơi, ghế đổi cái xanh mấy ông thần, ghế đổi cái xanh ơi, là Vân vô đèn giùm cái. Rồi.
Rồi, xin mời Hứa Minh Đạt. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ phải đưa ra một quyết định duy nhất của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Em có thể nói là cái sự nghiệp á, nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu. Tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng hai thứ, mọi thứ ổn định hơn. 4. Anh đi làm, em đi học rồi, mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần gần thôi, thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái. 3. Hai, một và bấm. Tôi nghe có 3 tiếng tách bắp tách bắp tắp bắp. Hết thời gian. Dạ hết giờ. Chúng ta được một cặp. Cô gái này sao không bấm ai hết vậy cưng? Dạ tại do là anh ghế đỏ sẽ bấm bạn này, anh ghế xanh thì em thấy anh đó chuẩn, em hơi sợ. Ok rồi, okay. Anh Tấn, cảm giác cảm xúc của anh như thế nào hôm nay? Không có được thành đôi thì cảm giác của Tấn như thế nào? Dạ không sao ạ. Nói chung là được trao đổi và được giao lưu với các bạn cũng là niềm vui. Nhưng mà chị thích em đó, có nghĩa là mình thích là mình cứ bấm. Còn cái chuyện đối phương bấm mình hay không tính sao, đúng không? Đúng rất rồi. Là mạnh mẽ. Chị cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi mời cái cặp đôi bước ra. Chúng ta đã có một cặp đôi luôn quý vị. À bây giờ thì đã nắm tay nhau rồi. Tôi chưa mời đã nắm luôn rồi. Rất là lẹ. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Đầu tiên là em cảm thấy vui. Lâu lắm rồi mới có cảm giác tim đập mạnh như thế này. Dạ thì ngay từ đầu thì em kết được cái nụ cười của anh này. Với lại em kết được cái tiệc chuyên mà gội đầu á. À vậy là không cắt, không cần cắt móng tay đúng không? Dạ tại vì nếu mà gội đầu đã hay không thì do cái tâm chứ đâu phải em móng tay. Chị Tường chúc cho hai bạn là nắm với nhau dài dài nha. Nhưng mà 9 năm thì không nổi nha cưng nha. Dạ. 9 năm là chắc chắn không có nổi, 2-3 năm thì còn được, đúng không em? Chị dạ. Nói giùm em đó. Các bạn hôm nay chưa thành đôi thì chị Tường cũng thay mặt chương trình chúc cho các bạn sẽ luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Và bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng cho em nha. Gửi tặng cho em nè. Rồi tặng cho em. Kính thưa quý vị, cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn là một phần quà nhỏ, đó là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai, bà mối duyên dáng nha. Một lần nữa các Tường xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Một cặp rồi, hãy nhảy múa lên đi.